Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lại lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera không dây siêu nhỏ, ngụy trang kín đáo nhất năm 2023. Đó chính là một mẫu camera ngụy trang sạc dự phòng H8. Đấy, thì đây, thì gần đây là mình có về một lô khoảng độ là 1.000 con sạc dự phòng H8. Đấy, một chiếc camera siêu nhỏ giấu kín, ngụy trang cực kỳ kín đáo luôn. Đấy, thì đây mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem là sản phẩm này. Đấy, mình sẽ mở ra nhá. Đấy, khi mình mở ra thì đây, trên tay mình đang là một chiếc sạc dự phòng H8 nhá. Đó, một chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng H8. Đấy, thì mắt camera của nó thì sẽ là bên trên này này. Đấy, mắt camera thì siêu nhỏ luôn. Bên cạnh của nó sẽ là các tia hồng ngoại hỗ trợ cho bạn có thể nó quay cả đêm luôn. Đấy, và hồng ngoại là nhà mình là hồng ngoại đen không sáng. Khi mà bạn quay vào buổi tối ấy, thì nó sẽ không phát ánh sáng các bạn nhá. Không phát ánh sáng như là các cái hồng ngoại đỏ đâu. Đấy, hồng ngoại đỏ là hồng ngoại thông dụng, còn hồng ngoại mình là hồng ngoại cao cấp nhá. Nên là khi sử dụng là cực kỳ cái đáo luôn. Bên trên này nhá. Bên trên này sẽ là nút công tắc tiếp cận của camera này, và bên dưới sâu này nó sẽ là nút reset nhá. Mặt sau của nó sẽ là chân sạc này. Đấy. Và đây sẽ là phần để các bạn có thể là dùng để sạc điện thoại bình thường nhá. Đấy. Thì camera của mình thì là một sản phẩm độ chế, nên là sạc dự phòng thì vẫn sử dụng tính năng sạc điện thoại bình thường nhá. Đấy. Và ngoài ra thì mà phụ kiện của nó sẽ là bao gồm là hai miếng che cam các bạn nhá. Đấy, gồm là hai miếng che cam. Đấy, thì mà khi mà các bạn sử dụng nhá, các bạn sẽ che cho mình cái mắt cam này vào. Khi bạn che vào nhá thì nó sẽ đen xì như này. Nó sẽ đen xì như này để tránh trường hợp mà các bạn mang đi quay có thể bị lộ nhá. Đấy. Và đặc mà mình cam kết bạn luôn là khi mà bạn sử dụng dòng H8 nhà mình ấy, các bạn mang đi quay ấy chứ không thể nào lộ được. Đấy. Và khách hàng nhà mình ấy thì thường sử dụng chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng H8 nhà mình trong công việc, như là muốn quay lưu lại những bằng chứng, hoặc là có thể là đi làm bài báo, hoặc là đi làm nhiệm vụ. Đấy. Quay lưu lại bằng chứng là các trường hợp như là các bạn là các sếp đấy, các bạn hay đi là đàm phán đối tác này đấy, hoặc là các bạn hay đi là ký kết hợp đồng ấy đấy. Và ngoài ra thì cũng như là các bạn ở trong gia đình ấy, các bạn muốn quay cho gia đình ấy thì bạn sẽ là sử dụng để có thể giám sát được vợ chồng này, giám sát con cái, hoặc là giám sát công nhân viên nhá. Đấy. Còn làm bài báo thì nó sẽ là các chị phóng viên, các anh chị phóng viên nhá, hoặc là các anh công an ấy. Đấy, các anh công an là sử dụng để có thể làm chuyên đề chuyên án nhá. Đấy. Thì chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng nhà mình là một sản phẩm siêu kín đáo luôn. Mình khẳng định cam kết với bạn là không có loại nào mà có thể kín được hơn dòng H8 nhà mình. Với chất lượng ảnh của loạt hình ảnh full 4K này, kết nối từ xa qua 3G, ghi hình chuyển động, ghi hình vào bộ nhớ, đấy, thu âm hình tiếng. Đấy, thì đó sẽ là các tính năng hoàn hảo của một chiếc camera cao cấp các bạn nhá. Đấy, và khác đây sẽ là một chiếc camera còn tiện lợi hơn cả các dòng máy quay nhá, tại vì nó có kết nối từ xa và nó là dòng ngụy trang kín đáo. Đấy, nên là khi mà bạn sử dụng trong các công việc để lưu trữ lại hình ảnh này, hoặc là lưu trữ lại bằng chứng thì cực kỳ hợp lý nhá. Đấy. Đó, thì bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang sạc dự phòng H8 này của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho bạn. Và bên mình thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. Đấy, các bạn thì bạn nào gần đâu thì các bạn thử qua trực tiếp để tham khảo thử hàng các bạn nhé. Và xa thì mình cũng có ship code toàn quốc, thì nhận hàng các bạn được bốc hàng ra, test hàng, thử hàng, ok thì mình toán các bạn nhé. Đó rồi thì ok, bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng này và vào test sản phẩm cho bạn luôn nhá. Đầu tiên để sử dụng được chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng H8 này thì các bạn cần bật nguồn lên, và nút công tắc nó sẽ ở đây. Đấy, các bạn bật lên cho mình. Các bạn chỉ cần ấn một cái nhá thì cái đèn này sẽ sáng này. Đây sẽ là đèn báo của camera nhá. Và trong quá trình sử dụng ấy thì các bạn phải tắt bật chiếc đèn này, chú ý. Đấy. Chiếc đèn này mà khi mà bạn đi quay trong kín nó rất là lộ, nhưng đây chỉ là đèn báo camera thôi, các bạn có thể tắt bật, chú ý nhá. Đấy, ok. Sau khi bật lên rồi thì các bạn tiếp tục chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone này. Đấy, chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone. Đấy. Và các bạn cần làm tiếp theo đó chính là tải ứng dụng để có thể kết nối từ xa được với chiếc camera ngụy trang sản phẩm H8 này nhá. Đấy. Ứng dụng này sẽ tên là Lookcam, và ứng dụng Lookcam thì tất cả dòng máy nào cũng chạy được nhá. Mình dùng iPhone mình sẽ vào App Store để tải này. Ứng dụng tên là Lookcam. Đây. Lookcam. Biểu tượng sẽ là màu xanh nhá. Màu xanh khi bạn ấn Lookcam thì sẽ hiện ra các dòng Lookcam này nhá. Các bạn đã chọn cho mình cái Lookcam màu xanh nước biển này. Đấy, Lookcam màu xanh nước biển các bạn tải về cho mình. Đấy.
Mình thì mình đã tải rồi, mình không tải nữa nhá. Khi tải về xong bạn thoát ra, các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Và các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi nhá. Đấy. Thì khi mà các bạn vào phần cài đặt wifi thì lập tức nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G nhá. Và hiện tại đây con này của mình đã hết pin nhá. Hàng mới 100% nên hết pin nhá. Và mình sẽ test một con khác cho bạn nhá. Đấy, mình sẽ test một con khác đây. Đó, hàng hết pin các bạn nhá, nó tắt đèn rồi đấy. Đó. Hàng mới mình mang lên luôn cho các bạn nhá. À, mình đây, bật lên thì nó sẽ sáng đèn này thì nó sẽ là còn pin nhá. Bạn này con kia là tự tắt rồi là hết pin rồi nhá. Mình sẽ test một con này cho các bạn. Đấy. Và các bạn lưu cho mình là khi mà bạn bật camera lên thì các bạn vui lòng đợi cho mình từ 10 đến 15 giây để nó phát tín hiệu wifi các bạn kết nối nhá. Đấy. Đó, đây, các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt wifi để chờ tín hiệu wifi của cam phát ra. Đây. Thì khi tín hiệu wifi của cam phát ra thì bạn sẽ bắt luôn cho mình, tín hiệu nó sẽ có chữ F này. Đấy, F99 này, gọi là F một vài số vài chữ và không mật khẩu nhá, các bạn kết nối. Sau khi kết nối xong thoát ra, các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng lúc cam cho mình. Đấy, nó hiện ra dòng chữ này, bạn scan nhá. Để kết nối trực tiếp bằng camera thì cần ấn vào chữ device online này, ấn chọn mục scan này. Đấy. Đó thì đây, mình quay ra để ngang màn hình ra nhá. Mình ngang màn hình ra này. Ở góc quay 150 độ siêu rộng luôn. Hình ảnh là hình ảnh full 4K nên là cực kỳ sắc nét nhá. Đấy. Ok chưa? Nét chưa? Siêu sắc nét luôn các bạn nhá. Đây là mình đang quay cái gian hàng của mình này. Hai mình sẵn hàng rất là nhiều nhá. Sẵn hàng rất là nhiều luôn. Đó. Đó, và chiếc camera mình quay cực kỳ mượt luôn. Các bạn đưa đâu là quay đấy, cực kỳ mượt nhá. Đây. Rất là mượt luôn. Đấy. Góc quay 150 độ thì rất là rộng. Đấy. Đó. Và đây cũng mới chỉ là hình ảnh HD thôi. Còn khi mà bạn muốn cài đặt hình ảnh lên 4K thì bạn sẽ ấn góc trên này, chọn hình ảnh 4K. Đấy. Khi cài đặt 4K nhá thì bạn thì có thể là xem được tất cả rõ các sự vật nhỏ nhá. Đây, quay cái biển cáo của mình này. Đấy. Và trong trường hợp mà quay biển cáo này nó bị ngược đấy. Đây là ngược hình ảnh các bạn nhá. Để chỉnh hình ảnh các bạn chỉ cần ấn mũi tên lên này cho mình. Đấy, về đúng khuôn luôn. Led chưa? Đó, con này con mình cam kết bạn luôn là siêu sắc nét luôn nhá. Kể các chữ nhỏ như cái biển quảng cáo của mình đây. Các bạn đều thể nhìn rõ hết như đây cái gian hàng của mình này. Đó. Và đặc biệt lưỡi thì bạn có thể zoom lên zoom xuống nhá. Đó. Zoom lên để xem rõ hơn này. Đấy. Ok chưa? Zoom lên để xem rõ hơn luôn nhá. Đó. Trên đây của nó sẽ có ngày giờ tháng 5 đầy đủ nhá. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2023 này. Và giờ mình đang quay đó chính là 9 giờ sáng 8 phút và 15 giây nhá. Đấy. Cực kỳ chuẩn giờ nhá. Không là các bạn lại bảo là mình cắt ghép video từ bao lâu. Đó. Giờ ước lên ghi rất là đầy đủ luôn nhá. 29 tháng 5 năm 2023. Đấy, chuẩn giờ luôn nhá. Đó thì đó sẽ là phần chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang sản phẩm H8 này nhá. Và các bạn có thể thay đổi chiều quay góc quay là 180 độ nhá, tùy thích. Tiếp theo đến phần đèn này. Đấy thì trong quá trình sử dụng cái đèn nó sẽ sáng này, đèn xanh đỏ này. Để tắt được nó đi ấy, các bạn chỉ cần ấn phần bóng đèn này cho mình. Đấy, lập tức sẽ tắt đi nhá. Và bật lên thì bạn ấn lại vào phần bóng đèn này bật lên. Và các bạn cũng lưu cho mình là khi mà bạn tắt đi nhá thì nó sẽ không bao giờ sáng lại, trừ khi bạn bật lên thôi. Kể bạn tắt đi bật lại nó cũng không sáng đèn. Đấy. Ok chưa? Đó. Thì đó sẽ là phần tắt bật đèn. Tiếp theo đến phần âm thanh. Thì đây, thì khi mà nghe âm thanh nhá, các bạn sẽ bật cho mình cái loa lên này. Và muốn nghe âm thanh to rõ ràng ấy thì bạn sẽ tăng âm lượng điện thoại lên. Tăng điện thoại lên. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật loa này. Alo. Điện tử Echo. Đấy các bạn thấy không? Ok chưa? Âm thanh thì rất là to luôn. Và đây là mình đang bật loa ngoài này. Và mình đang để hai thiết bị nó ngay nhau. Nên là đọc tiếng xung đột âm thanh. Khi mà các bạn kết nối từ xa, cũng như là khi mà các bạn cách xa vị trí của camera ấy, thì cái tiếng xung đột sẽ không còn nhá. Không có tiếng xung đột. Đấy. Đó. Và trong app này của mình nó sẽ bao gồm là phần chụp ảnh này, phần quay video này. Đấy. Và đây sẽ là phần độ sáng tương phản nhá. Thì các cái này thì các bạn sẽ không cần dùng. Đây sẽ là hai nút thay đổi chiều quay góc quay này. Mũi tên lên và mũi tên sang này. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Ok. Tiếp theo nữa phần mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là phần cài đặt cảnh báo chuyển động. Đấy, thì khi mà bạn muốn cài đặt cảnh báo chuyển động nhá. Các bạn sẽ ấn cho mình ở phần bánh răng cài đặt nhá. Chọn cho mình mục device setting. Chọn mục SD card setting này. Đấy. Và nó hiện ra bảng thông số. Dòng đầu tiên sẽ là phần auto record, nó sẽ là phần ghi hình 24:4. Và dòng thứ hai nó sẽ là phần ram record. Phần ram record này chính là phần ghi hình cảnh báo chuyển động luôn các bạn nhá.
Đấy, cảnh báo chuyển động có nghĩa là ấy, khi mà bạn bật cái chức năng lên nhá, thì chỉ cần có người hoặc là vật mà nó di chuyển xung quanh tầm nhìn của camera ấy, thì nó sẽ thông báo điện thoại các bạn, đồng thời nó sẽ tự động quay và lưu trữ lại trong thẻ nhớ nhá. Đấy, rất là hay luôn, cái tính năng đam đến con là rất hay. Và các bạn cũng lưu cho mình là khi mà các bạn bật thì các bạn nên bật ban đêm thôi. Đấy, bật ban ngày thì không cần. Đó, tại vì là khi mà ban đêm các bạn đi ngủ ấy, đấy, thì chỉ cần có tên trộm nào mà nó lảng vảng xung quanh tầm nhìn của camera là sẽ thông báo điện thoại các bạn để các bạn có thể biết. Còn ban ngày nó đông người nên là các bạn không cần thiết vào ban ngày. Đấy, đấy là mình khuyên thật cho các bạn. Đó, thì đó sẽ là tính năng cảnh báo chuyển động. Tiếp theo là sẽ là phần kết nối từ xa này. Đấy, thì khi mà bạn muốn sử dụng kết nối từ xa, các bạn sẽ ấn cho mình mục wifi setting này nhá. Đấy, và chọn, và khi ấn mục wifi setting này nhá, nó sẽ hiện ra là cái wifi xung quanh cái camera của bạn. Thì bạn sẽ tìm cái wifi là căng nhất và bạn biết mật khẩu thì bạn sẽ ấn vào cho mình. Đấy. Đó. Thì nó cái khác thì bạn có thể kết nối wifi nhà các bạn này hoặc là wifi nhà hàng xóm là đều ok hết, chỉ cần các bạn biết mật khẩu thôi. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ nhập cho mình bát wifi vào. Bát wifi chính là mật khẩu wifi nhá. Đấy. Khi nhập xong mật khẩu wifi thì bạn sẽ ấn cho mình ok, tức là bạn đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Và khi mà các bạn kết nối từ xa nhá thì cái nó sẽ là kết nối từ xa không giới hạn khoảng cách. Đấy, không giới hạn khoảng cách là dù bạn ở đâu, bất kỳ đâu các bạn cũng đều xem được nhá. Rất đơn giản thôi, cách sử dụng cực kỳ đơn giản. Đó. Rồi ok. Thì trên đây sẽ là phần giới thiệu sản phẩm mà cũng như là màn test sản phẩm thực tế tại điện tử XO. Đấy, thì bạn nào mà có nhu cầu mà quan tâm đến dòng camera không dây siêu nhỏ, ngụy trang kín đáo, sạc dự phòng H8 này của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1, và có ship hàng toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra, các bạn test hàng, thử hàng, ok đúng như video quảng cáo thì bạn mới thanh toán, còn không các bạn để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Đấy, ngoài ra thì nhà mình có 2 cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn, các bạn có thể gần đâu qua đấy. Đấy, đó. Và một điều đặc biệt nữa các bạn cần lưu cho mình, đó chính là khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhá, thì mình sẽ tặng kèm cho bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ. Đấy, mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn có thể sử dụng lưu trữ dữ liệu luôn. Đấy, và ở xa thì mình sẽ miễn phí ship cho bạn. Đấy, thì đó sẽ là điều mà các bạn cần đăng ký kênh YouTube của mình để nhận những phần quà hấp dẫn nhất tại cửa nhà mình các bạn nhá. Đấy, rồi xin chào lại các bạn ở những video clip tiếp theo.